chào tất cả mọi người, chào mọi người lại quay trở lại với anh xem bóng đá là có tiền của mình. Hôm nay mình sẽ nhận định trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE. Vâng, thì ở cái trận đấu này, Việt Nam chúng ta với tư cách là Á quân của U23 châu Á các bạn nhé. Thì ở bảng đấu này thì chúng ta sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn khi mà cùng bảng đấu với chúng ta thì sẽ là Triều Tiên, UAE và Jordan. Vâng, những đối thủ đang được đánh giá là khá là cao ở bảng đấu này. Và trận đấu đầu tiên của chúng ta là trận đấu mở màn, thì là trận đấu với lại đội tuyển UAE, một trong những đối thủ mà rất nhiều duyên nợ của chúng ta khi trong 4 lần chạm trán trước đây thì tuyển Việt Nam chúng ta chưa giành chiến thắng được trước UAE các bạn nhé. Hai trận gần đây thì chúng ta có 2 trận hòa với tỷ số 1-1 và hai trận trước thì chúng ta đều có 2 trận thua với tỷ số 3-2 và 3-1 các bạn nhé. Vâng, liệu rằng thì ở trong trận đấu này huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với lại các học trò của mình thì sẽ thể hiện ra sao khi mà UAE là một đối thủ cũng là khó chơi ở trong khu vực, thì tất cả những đội bóng mà gặp họ cũng phải đều dè chừng các bạn nhé. Vâng, thì theo những thông tin gần đây thì đội U23 Việt Nam của chúng ta sẽ ra sân với đội hình hai tiền đạo các bạn này. Ra sân với đội hình hai tiền đạo bao gồm Tiến Linh và Đức Chinh cùng ra sân, cùng xuất phát. Quang Hải, Trọng Hùng, Đức Chiến sẽ là ba cùng với Hoàng Đức sẽ là những cái tên ở hàng tiền vệ của chúng ta. Vâng, thì Văn Toản sẽ là vị trí thủ thành số 1 cùng với lại Đình Trọng, Tấn Sinh, Thành Trung và Thanh Thịnh. Vâng, thì những cái vị trí này thì không có sự đáng ngại lắm, nhưng thật sự là khi mà thiếu đi Văn Hậu thì hàng thủ của chúng ta thật sự đã đánh giá khá là yếu các bạn nhé. Vâng, thì ở trong cái trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của chúng ta và UAE, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì đang được đánh giá là ngang bằng với nhau. Vì vậy kèo sẽ là kèo đồng banh và một cái kèo tài hai hòa. Vậy thì ở trong trận đấu này mình sẽ chọn đi kèo Việt Nam cùng với lại một cái kèo tài các bạn nhé, cùng một cái kèo tài hai hòa. Và ngoài ra thì cũng còn rất nhiều cái kèo bóng khác để anh em có thể lựa chọn ở cái trận đấu này. Vâng, rất là phong phú, khá là ok các bạn nhé. Mình chốt lại là ở trận đấu này mình sẽ chọn đi kèo bóng Việt Nam và một cái kèo tài hai hòa các bạn nhé. Vâng, trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã làm rất nhiều video nhận định rất nhiều kèo cho anh em ăn full rồi. Thì cũng mong anh em luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh của mình bằng một like, một share, một đăng ký kênh. Các bạn đừng quên nhấn chuông để có thể nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở cái video lần sau.